Những ngày của tháng 12, trung tâm sự kiện Alesley lung linh sắc màu chào đón Giáng sinh và năm mới. Trong không khí ấy, hôm nay cộng đồng người Việt Nam tại Auckland, New Zealand cũng nô nức đến với ngày hội đặc biệt của riêng mình, chương trình tiệc tất niên và đón xuân 2016 do VNZ tổ chức. Xin chào. Ngày hôm nay cộng đồng VNZ ở New Zealand có tổ chức một buổi tiệc để cho mọi người trong cộng đồng có thể cùng gặp gỡ nhau, chia sẻ và ăn một buổi tiệc tất niên rồi cũng như là đón một xuân mới. Chúc mọi người vui vẻ, hạnh phúc. Cảm ơn nhiều. Những dịp hội ngộ như thế này vui và ý nghĩa biết bao, đặc biệt với những ai đón Tết xa quê hương. Quý vị và gia đình, một mùa Giáng sinh vui vẻ, một năm mới bính thân, an khang thịnh vượng. Và mọi người đã rất vui ngay từ tiết mục văn nghệ mở màn do em Mỹ Linh trình bày. Dù được sinh ra và lớn lên ở New Zealand, nhưng em và gia đình vẫn trân trọng và gìn giữ tiếng Việt. Trình tiệc tất niên và đón xuân 2016 của cộng đồng người Việt tại Auckland cũng là dịp để giao lưu giữa các nền văn hóa vốn đã hòa quyện và đang xen vào nhau để tạo ra một tổng thể đa sắc và ấn tượng cho đất nước New Zealand xinh đẹp và bình yên này. Màn giao lưu văn hóa, những nhân vật bé bỏng nhưng vô cùng quan trọng và đáng yêu nhất của chương trình đã được nhận những phần quà nhỏ nhưng chứa đựng nhiều tình cảm dành cho các bé. Còn đây là một trong những tiết mục được mong đợi nhất trong chương trình. Tà áo dài là nét đẹp bao đời của người phụ nữ Việt. Trong tà áo dài thức tha, tất cả chị em đều trở nên duyên dáng và quyến rũ lạ thường. Hình ảnh tà áo dài càng không thể thiếu trong mỗi dịp Tết đến xuân sang, khi mai đào đua nở đón chào mùa xuân mới. Hương vị quê nhà cũng được gợi nhớ qua một số món ăn truyền thống Việt Nam hòa cùng phong cách ẩm thực bản xứ. Và rồi những khúc nhạc xuân rộn ràng vang lên. Mùa xuân cũng là mùa cưới, mùa của đôi lứa yêu nhau. Mùa xuân là mùa của bao ấp ủ, dự định, khát khao và hy vọng. Những giọng hát cây nhà lá vườn nhưng vẫn đầy nội lực và giàu cảm xúc.
không khí tưng bừng đón xuân. Đôi khi chúng ta vẫn cần những giây phút lắng đọng hay một chút trầm ngâm tư lự về tình yêu, tình người và tình đời. Thầy yêu em trong giấc mơ này, thầy yêu em trong những cơn say. Một trời ở đó, mình hai sao vươn lên trời gió. Ta đừng ngồi với mấy thu sâu, vừa đồng lòng cho hết đêm thâu. Tình yêu sao mà ta đến. Và những lời chúc xuân được gửi trao, ban tổ chức Việt NZ và nhà tài trợ Sunwave còn dành tặng các vị khách may mắn những món quà xuân bất ngờ. Chúc mừng em. Có một phần quà cuối cùng ạ. Kìa, chị nói trước em biết số chị xuân ấy, em đọc lên trên đây luôn. 113 hả chị? 033 với 113. Dạ. Chưa, chị biết không? Ở đây là số 173. Dạ, 173. Có ai 173 không ạ? 173 có không? Mời chị Thanh, tổ chức cái show này mình có người khác rồi. Cảm ơn các bạn tôi nghe. Xen kẽ trong chương trình là những ca khúc quốc tế quen thuộc. Ở một chương trình chuyên nghiệp, khó có thể tìm thấy những tình huống ngẫu nhiên và dễ thương như thế này. Cái nét tự nhiên, mộc mạc ấy mới thật chân tình và gần gũi. Để rồi mọi người đều cảm thấy gắn bó với nhau, đúng nghĩa của một gia đình. Hay nói đầy đủ hơn là một đại gia đình với dâu rể bốn phương. Cũng vui và cũng muốn góp vui. Set my spirit free. I'm happy that you do. The book of life is red. Once the page is red. 60 days. Oh, but love is dead.
guess this might be it. Oh, but love is dead. This is my belief. Vậy là mọi người đã có những giây phút thật vui vẻ và đầm ấm bên nhau, và cũng đã đến lúc phải nói lời tạm biệt. Xin gửi lời chúc xuân tốt đẹp nhất đến mọi người, mọi nhà, và hẹn ngày hội ngộ.